Vào sáng nay, bà Lê Thị Sông An, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An làm trưởng đoàn, giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý sử dụng nguồn lực giai đoạn 2016-2021 tại huyện Châu Thành. Giai đoạn 2016-2021, huyện Châu Thành được phân bổ nguồn vốn hơn 366 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia việc thực hiện xây dựng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được quyền cho thành tiến hành đồng bộ thường xuyên, góp phần ngăn chặn tiêu cực tham nhũng trong hoạt động của địa phương. Trong giai đoạn 2016-2021, tổng số tiền tiết kiệm do thực hiện giao đấu thầu, so với dự toán dự thầu gần 20 tỷ đồng. Tổng kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên từ năm 2016 đến năm 2021 được gần 40 tỷ đồng. Việc sắp xếp tinh giảm biên chế tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước trong cơ quan theo đề án 02 của tỉnh ủy, đề án 03 của huyện ủy đã được thực hiện tốt. Công tác cải cách hành chính được triển khai thực hiện nghiêm túc đã có nhiều chuyển biến tích cực. Kết luận cuộc làm việc bà Lê Thị Song An, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An ghi nhận kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Đề nghị quyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền các văn bản về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ công chức viên chức người lao động và toàn thể nhân dân hiểu để thực hiện tốt các chính sách này trong thời gian tới.